Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đoàn chuyên gia kỹ thuật thuộc Cơ quan Nghiên cứu Khảo sát Khảo cổ học Ấn Độ và các chuyên gia Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo các đền tháp thuộc nhóm A tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn. Ban Quản lý Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn hy vọng việc trùng tu các hạng mục chính trước mùa mưa lũ năm nay. Các chuyên gia kỹ thuật tập trung thực hiện dự án bảo tồn tôn tạo sắp xếp lại đài thờ, phục dựng tái định vị gồm trụ đỡ, lối vào đền, hoàn thành trùng tu các tháp xung quanh đền A1, tiến hành trùng tu phần đế tháp A13. Tại Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, nhóm tháp A gồm 13 ngôi đền tháp được đánh ký hiệu từ A1 đến A13, nằm ở vị trí đông nam của dòng suối chính chảy ngang phân đôi khu vực giữa nhóm tháp A và nhóm tháp BCD. Nhóm tháp A là một nhóm đền tháp quan trọng nhất của Di sản Văn hóa Thế giới Mỹ Sơn, trong đó đền A1 là đền thờ chính của nhóm tháp A. Theo mô tả của nhà khảo cổ học người Pháp Henri Parmentier, đền A1 có chiều cao 24m, mỗi cạnh rộng 10m, với nghệ thuật trang trí phong phú, tráng lệ, hài hòa, đã khiến nó trở thành một kiệt tác của nghệ thuật kiến trúc Champa. Phần trên ngôi đền có 3 tầng thu hẹp dần, trên cùng là một đỉnh tháp bằng đá sa thạch